chào đón quý vị trở lại với Easy Channel cùng với Tâm Đoan ngày hôm nay. Thưa quý vị, một trong những người nam ca sĩ có một giọng hát rất là ấm áp và trữ tình. Xin mời quý vị cùng Tâm Đoan chào đón nam ca sĩ Tường Khuê. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi tự bão xưa. Tường xin chào tất cả quý khán giả của Asia Channel. Dạ. Chào em. Chào anh. Hồi thấy tội nghiệp anh quá, cái mặt hôm nay ốm nhom. Yeah. Thưa quý vị, bệnh. Một trong những bệnh nhân nữa của trung tâm Asia ngày hôm nay, vì làm việc quá nhiều cũng như là đi show cho nên là anh đã bị bệnh vào mùa Tết. Mà cũng cảm ơn anh là vẫn nhận lời mời của em để lên chương trình này. Thank you. Quý vị biết không, không có giống như ca sĩ đâu. Anh Tường Khuê là cực hơn tụi này rất là nhiều, là vì vừa phải đi hát như mọi người, rồi phải thiết kế quần áo, rồi phải lo cho cái show của mình là chương trình âm nhạc, đúng không anh? Đúng rồi, anh có một cái chương trình âm nhạc gọi là chương trình âm nhạc Tường Nguyên Tường Khuê đó. Dạ, ở bên bên đài set. Bên đài set, dạ. Những người ca sĩ khác mà đi show về được nghỉ ngơi thì anh Tường Khuê thì chắc là không rồi. Đúng rồi, đúng. Trước một cái chương trình Asia mà phải quay video á, thì là khoảng 3 tháng trước đó hả anh? Anh đã phải chuẩn bị cho những cái show đó trước. Thức rất là nhiều đêm để mà mình làm cho cái show đó, để mình perform, mình chuẩn bị cho một cái live, quay một cái live show cho trung tâm Asia. Dạ, tức là anh có thể cho quý vị biết sơ sơ là anh chuẩn bị là như thế nào, những cái chuyện gì anh phải làm. Thí dụ giống như chị Thị Vân, anh Trúc Hồ sẽ ra một cái chủ đề gì đó, thí dụ cho cái next video. Dạ, thí dụ như đám cưới đầu xuân đi. Đầu xuân đi, thì thường thường là Khuê với chị Thị Vân là coi như là chính, là chỉ là như Đoan cũng biết là chị rất là giỏi trong vấn đề về thời trang. Dạ. Thì lúc nào chị cũng là thì chị cũng ra một cái hướng đó, là một cái hướng đi đó là cái này mình sẽ đi một cái team như vậy. Đó thì em cứ có gì cứ cho chị xem, mà chị cũng có gì chị sẽ cho em xem. Đó. Rồi hai chị em mới ngồi coi với nhau, rồi xong rồi lựa kiểu ô cái này là hợp với Tâm Đoan, ví dụ vậy, ô cái này là hợp với người khác. Mà quý vị biết là cái điều mà tội nghiệp nhất cho những nhà thiết kế đó là bao nhiêu tháng trời miệt mài với một cái ý tưởng đó, đúng không? Mà khi mà mặc lên người của một người ca sĩ chẳng hạn như Tâm Đoan đây đó, là ý tưởng đó là bị bỏ hết. Bằng chứng là điển hình là thí dụ như nhạc phẩm Ai Nói Với Em trong cuốn 55 năm nhìn lại, đúng đó rồi, là một cái áo khác hoàn toàn, nhưng mà Tâm Đoan mặc lên là áo một nơi, Tâm Đoan một nơi, không dính dáng gì với nhau. Thì anh cứ đưa cho Tâm Đoan coi cái kiểu đó thì Tâm Đoan thấy là coi như là mình phải phá cách nó ra để mình cho ra một cái áo nó lạ hơn, đúng, để cho quý vị xem được những cái áo dài mới hơn, phải không? Mà phá cách bằng cái là may hoàn toàn brand new một cái áo khác trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thưa quý vị. Và đó là chiếc áo mà quý vị đã diện kiến trong cái cuốn video kỳ đó, thì thấy một chút xíu thôi là mấy anh này cực đến cỡ nào. Và thưa anh, là không biết anh có thắc mắc tại sao hôm nay em mời một mình anh lên mà không có mời anh Tường Nguyên lên. Tại vì em thấy là ổng đã phản bội anh, là ổng đã đi cưới vợ trong cuốn Asia 67 vừa rồi, thưa quý vị. Vậy bây giờ em hỏi anh, chứ anh có định đi kiếm người nào cưới luôn cho rồi không? Thì thật sự ra em cũng nhớ, thì lúc đó là lần đầu tiên thì Asia có gọi cho anh nói là gả anh cho em cái bài Nhà Anh Nhà Em đó, nhớ không? Một năm về trước. Mà cũng hụt mà. Thì cũng hụt đó, thì lúc thật sự đó anh cũng sợ lắm, tại vì em nói chết em rồi, cái cô này không biết cổ có chịu Nhà Anh Nhà Em với mình không. Thì đó, thì nhà anh bên đó, nhà em bên đây. Thì sau đó thì cái cuốn tới này vừa rồi là đám cưới đầu xuân, thì gả cho Khuê với Y Phụng. Gả cho Y Phụng á? Nè đây, đây. Thấy cũng quỳ rồi, cũng cũng tặng hoa rồi đó. Cũng cầu hôn. Ủa nhưng mà rốt cuộc cổ cũng đi lấy người khác hay là lấy anh? Nếu xuân này em đi lấy chồng. Chắc chắn là không phải là lấy Khuê rồi đó, lấy người khác nữa. Tội nghiệp cái số lận đận. Thưa quý vị, đây là cái CD mới nhất, mới được trung tâm Asia phát hành. Trích từ cuốn Asia số 67, trong đây sẽ có tất cả những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích từ từ trong video. Dạ đúng rồi. Chẳng hạn như là nhạc phẩm Nếu Xuân Này Em Đi Lấy Chồng của anh Tường Khuê và hát chung với lại nữ ca sĩ Y Phụng. Cũng có bài của Tâm Đoan nữa, Em Đi Chiều Hương. Em Đi Chiều Hương đó. Mong là quý vị sẽ ủng hộ cho trung tâm Asia như là quý vị luôn ủng hộ cho những sản phẩm của trung tâm. Nếu mùa xuân này em đi lấy chồng, còn có ai
cho anh mùa xuân. Anh Huê là một trong những người Tâm Đoan biết đó, là hồi trước giờ anh thường hay tâm sự với Tâm Đoan là anh không có thích đi hát. Tuy nhiên là tất cả mọi người lúc nào cũng động viên anh đi hát vì anh có một cái giọng hát rất là truyền cảm. Chịu em. Đó là em lúc nào cũng khen động viên cho anh là nhiều nhất đó, thực sự là vậy. Nghe giọng của anh hát em nhớ đến một cái câu của nhạc sĩ Lâm Phương nói. Ông nói là một người hát mà thành công là khi mình cất tiếng lên mình hát, nó đi thẳng vào con tim của người nghe, đừng để người nghe phải suy nghĩ. Nếu mà mình tạo được cảm xúc cho người nghe ngay lập tức khi mình hát, đó là một cái điều thành công. Thì khi em nghe anh hát là con tim em nó rung động liền. Vậy là anh đã đi thẳng vào tim của em rồi. You shot right at my heart. Thì em ở đây là em muốn chúc mừng anh đã rất là thành công với cái bài hát solo của mình trong cuốn Eja 67. Cảm ơn, cảm ơn. Thì điều em muốn hỏi anh là hồi trước anh hay nói với em là anh không thích đi hát, tại vì anh thấy đi hát cực quá. Đúng rồi. Anh thấy chị Như Quỳnh đi hát cực quá, phải lo lắng đủ thứ, bị stress nữa. Thì bây giờ anh đã cũng là dấn thân vô nghề rồi, thì anh có thấy cái suy nghĩ của anh nó có thay đổi không? Thật sự ra hiện tại thì tôi cũng có, dĩ nhiên là có cái sự thay đổi rất là nhiều, bởi vì khi mình bắt đầu từ từ mình quen á, thì mình thấy nó cũng có gì đó nó làm cho mình thêm gì đó nó vui vẻ hơn để có thể mình làm việc được thêm một cái môn nghệ thuật đó là đi ca hát. Nhưng mà thực sự ra thì nói thẳng ra thì cũng chưa gọi là hứng mà thú, mà hứng thú 100% thì thực sự là chưa đâu. Thực sự là từng qua thấy là đứng trước khán giả nó nhiều cái bỡ ngỡ, nó khó quá đi, phải học hỏi, phải còn học hỏi rất là nhiều thứ. Mà từng qua thấy rằng là khi mà đứng trước khán giả nhìn mình á, đôi lúc mình không biết sao nữa, tự nhiên mình nhìn người ta mà người ta nhìn mình thì mình cứ thấy là bắt đầu mình hát, mình mở miệng ra thì không biết là có hay hay dở thì trong lòng mình cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự như theo như mấy anh chị nói là lúc em lên sân khấu thì em đừng có bị phân tâm, em đừng có nghĩ gì hết. Em chỉ biết là em cất giọng hát lên cho mọi người nghe thôi. Nhưng mà khi mình ra mình chào xong mình nói thì mình nhìn, có những người nhìn mình, nhiều khi nhìn không phải là nhìn mà vui, mà nhìn giống như là trâu mày nhìn, không biết không khi... có cái cảm, không có một cái phản ứng gì hết. Bảo anh cười anh này tôi không thích cái chàng ca sĩ này hay là sao, mà nhiều khi mình không có hiểu, nhưng mà mình nhìn người ta mình cứ thấy ủa sao anh này anh không có cười mà nó hay là cái cô đó cổ nhìn mình cổ vậy nè. Anh bị giống em mà mình cứ bị cái đó, bắt đầu mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ đúng rồi, là đúng hát. Rồi, đúng rồi. Tôi có thấy rằng là thì Tường Nguyên cũng hay khuyên với Khuê rằng là đây là những cái cơ hội phải nói là rất là quý và rất là khó. Tại vì như Tường Nguyên thấy là rất là nhiều giọng hát đang còn ở ngoài. Đúng. Rất là muốn vào trung tâm mà lại không được. Trong cái đó mình lại được như vậy thì mình tại sao mình lại không có cố gắng nữa. Để nhưng mà cái cơ duyên nào, cái lời mời nào mà đã có tiếng hát của Tường Khuê? Thì Tường Khuê nhớ lúc đầu tiên thì chị Thi Vân muốn thành lập nhóm Tam Ca ngày xưa của ba chú Thanh Phong với lại chú Nhật Trường. Thì lúc đó thì không có tìm ra được một người nam ca sĩ. Thì Tường Nguyên mới nói với lại chị Vân là ô Tường Khuê biết hát này chị kêu. Chị Vân nói trời ơi sao nào hồi nào giờ sao không nói cho chị biết, thôi đi vô hát cho thử gì cho chị một lần đi. Thì lúc đó Tường Khuê nhớ là ngày đầu tiên thì Tường Khuê mặc bộ đồ phi công đó mà hát cái bài mình ba đứa đêm hôm nay gặp nhau á, nâng ly cà phê đó, thì phải cuốn của Lê Minh Bằng, Lê Minh Bằng không? Đó ly cà phê cuối cùng đó, thì Tường Khuê rất là nhớ cái ngày đó. Thì cái chú đó, chú đưa cho Khuê cái bộ đồ phi công mà nó ngắn như vậy nè, cái đáy quần nó ngắn mà Khuê đi không được, đúng rồi, phải khòm cái lưng vậy mà để mà đi đó. Mà cũng rất là vui. Thì sau cái cuốn quay video đó thì chị Vân chỉ nói em đâu có gì đâu mà sợ, chị thấy cũng dễ thương, cũng vui, thôi cứ thử nữa đi. Thì lúc đó Tường Khuê thử thì mấy lần thì Tường Khuê cảm thấy cũng thất vọng, thì thấy tại sao mình vẫn không có đi lên mà mình cứ hình như là cứ ngay cái chỗ đó mình đứng hoài, mình chưa có bước lên từng bước cho người ta thấy rõ hơn là mình càng ngày mình càng nó better hơn. Thì như Tân Long biết thì mình lên cái nghề thì người khen người chê rất là nhiều, cho nên anh cũng trùng lòng nói là thôi chắc không hát ở đâu, thấy mắc thở quá, với lại mỗi lần ra thấy phải lo cho sức khỏe rồi mặt phải tươi tỉnh phải đẹp. Chứ nhiều khi cứ khuôn mặt mình lên như vậy mà nhiều khi người ta nhìn mình người ta cũng thấy như bị xui vậy, phải không? Tại mình cứ ủ rũ phải không? anh ơi, nên làm em thấy mắc cỡ quá, khuôn mặt em ủ rũ gấp ngàn lần. Cảm ơn anh chia sẻ những cái điều đó. Thì theo em thấy sau một thời gian dài trên sân khấu thì em thấy chắc là cái gì nó cũng ở cái duyên mà ra. Người ta nói là phải có duyên
ông tổ cho mình mới được đứng trên sân khấu. Đúng rồi. Phải không? Yeah. Thì theo cái nhận xét của em á, cũng như cái phản hồi của khán giả đến với tiếng hát Tường Khuê trong thời gian gần đây, thì em thấy là năm nay nè, tức là năm mới của mình từ ngày hôm nay trở đi, em thấy là anh sẽ có một cái bước tiến rất là xa với cái nghề nghiệp đi hát của mình. Nghiệp đi hát của anh. Dạ. Thì cái đó thì anh cũng rất là mong chờ tới cái ngày đó. Nhưng mà không biết năm nay thì nó tiến được bao nhiêu. Em không biết nhưng mà. Bước hay là một bước hay là một chút xíu. Miễn sao mình tiến được xíu rồi. Là mừng rồi phải không? Mà đừng lùi. Tại vì khán giả là đang rất là mong mỏi một cái CD solo của tiếng hát Tường Khuê từ trên forum. À, và có một người còn nói là giọng hát rất là ấm áp, truyền cảm, trữ tình. Và tôi mong là sẽ có được một cái màn trình diễn solo với tiếng hát Tường Khuê vào cuốn Asia số 68. Ồ vậy đó. Dạ. Wow. À, vậy là cũng thì... mừng. Tâm Đan xin phép được ngừng ở đây một chút. Và mong là quý vị giữ màn ảnh của Asia Channel trở lại để Tâm Đan có thể bật mí nhạc sĩ Trúc Hồ nghĩ gì về tiếng hát của anh Tường Khuê. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã trở lại với Asia Channel cùng với Tâm Đan và tiếng hát của Tường Khuê ngày hôm nay. Tiếp tục ha. Are you okay? Yeah, I'm okay. Tội nghiệp mà nghỉ break mà anh quay ngồi anh quay ho quá chừng luôn. Ráng đi anh còn 11 phút nữa. Ok, ok. Anh ơi, cái lúc mà anh Trúc Hồ gọi cho Tâm Đoan để mời Tâm Đoan hát cho cái cuốn DVD 63 ngày tân hôn á. Cái cuốn mà em hát nhà anh nhà em với anh á. Thì anh nói là em biết giọng hát của Tường Khuê không? Thì đương nhiên là em biết. Nhưng mà em chưa kịp trả lời thì anh nói là Tường Khuê đó em, Tường Khuê hát tình lắm như là Hà Duy Quang vậy đó. Đó, hôm nay em kể cho anh nghe đó. Vậy đó thì mà anh biết không, cái điều vui ở đây á là có một lần trong một cái video Asia, anh Trúc Hồ đã chia sẻ là hai lý do mà anh Trúc Hồ quyết định ở lại Cali thay vì đi xa học đó là phở và tiếng hát của Duy Quang. Coi như là hai cái vấn đề, hai đó cái yếu tố mà chính mà giữ anh Hồ ở lại Cali là phở với là giọng hát Duy Quang. Mà anh Hồ nói cho em biết á là giọng hát của Tường Khuê hát giống Duy Quang, thì bây giờ anh có cảm giác gì với cái câu nói nếu đó? Nếu mà Hồ nói vậy thì quê quá là mừng đi, nhưng mà thật sự đã so với anh Duy Quang thì mình còn xa đắc xa lơ đi. Cái đó là một phần nhỏ bé nào đó của mình. Có một cái âm hưởng chút xíu về Duy Quang. Thật sự ra Tường Khuê cũng rất là mê giọng của Duy Quang. Dạ. Dạ, cho nên là dĩ nhiên nó cũng có một phần ảnh hưởng nào đó. Mà nói về nếu mà được bằng anh Duy Quang thì thôi khỏi nói làm gì nữa rồi, phải không quý vị? Thì có thể là 40, 50 năm sau có thể là anh sẽ bằng anh Duy Quang. Trong thời gian gần đây thì anh có ra một cái CD chủ đề là Nhẫn Cỏ Cho Em. Nhẫn Cỏ Cho Em. Thì anh có thể chia sẻ là quý vị đã đón nhận CD đó như thế nào không anh? Thì theo như Tường Khuê được biết thì đối với trung tâm Aira ra cái đĩa cho hai đứa thì thật sự ra cũng không có nghĩ rằng là sẽ bán với cái số lượng là nhiều đâu. Tại vì nghĩ là Khuê với Nguyên thì cũng là đối với Nguyên thì có thể khán giả biết nhiều hơn. Dạ. Còn Tường Khuê thì mới quá, cho nên ra CD thì Tường Khuê nghĩ rằng là ai ra nghĩ là sẽ bán cho giống như thử xem cái sức lực của hai đứa được khán giả mua bao nhiêu. Dạ. Thì theo như Khuê được biết thì sofa cũng được đại khái là Aira cũng nói là chúc mừng hai em là đã trên cả mong đợi, đã qua được cái sự mong đợi đó, giống như là hơn được chút xíu và cái số lượng họ muốn, thì cái đó là Khuê rất là mừng. Tuy là nó không phải là nhiều nhưng mà nó cũng là một cái để cho mình thấy được rằng mình ráng hơn nữa. Ok. Để có CD tới nữa chứ hả. Cảm ơn anh. Và em không biết cái chi tiết đó nhưng cái điều mà em biết á là sau khi cái Nhẫn Cỏ Cho Em được phát hành thì quý vị có yêu cầu và có nói là nghe hai người mà share một cái CD nghe không có đã. Yêu cầu mỗi người một cái CD solo. Và em là đã đăng ký trong cái chỗ solo trong cái CD của anh rồi đó nha. Lần sau mà làm CD là nhớ mời Tâm Đoan đó. Một trong những giọng hát mà em rất là thích. Thank you. Và mới đây nhất trong cái chương trình Tết Special của đài SBTN, nếu mà quý vị có theo dõi đó, thì anh đã hát nhạc phẩm Mùa Xuân Đầu Tiên. Anh hát cái bài đó, không lẽ bây giờ khen anh nữa thì kỳ quá. Thôi thì không khen nữa, em chỉ muốn biết là sau khi hát bài đó thì riêng cá nhân anh có một cái kỷ niệm gì về một cái mùa xuân nào ở bên nhà hay là... Thì nhắc đến mùa xuân thì phải nói là nếu mà mình nói từ nhỏ tới lớn thì nó rất là nhiều, năm nào cũng Tết hết. Thì tôi quen nhớ rất là nhỏ là ở Việt Nam thì gia đình rất là nghèo khổ,
chỉ cần là Tết mà miễn sao có miếng ăn ngon là cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Thì Đình Khuê có kể một lần rồi là năm đó có một người bạn của mẹ Khuê tặng cho gia đình Khuê một cái ký lô lạp xưởng đó. Thì tụi Khuê thấy là ôi cha nó giống như còn hơn vàng nữa, mình cảm thấy là nó quý quá đi, tại vì thực sự lúc đó là cái miếng ăn nó quan trọng lắm. Thực sự ở thời đó thì mình còn nghèo quá đi. Thì bà nội thì la, bà nội nói rằng cái này là phải chia ra trong vòng một tháng mới được ăn hết, chứ mới mình phải để dành chứ hôm mai mốt mới gì ăn. Còn mẹ thì mẹ nói không, các con ăn đói thì cứ làm hết một lần đi, ăn được bao nhiêu ăn, coi như ăn hết một ngày cũng được, không sao hết. Thì tụi Khuê nhớ rằng cái đêm đó, cái ngày, cái chiều đó là mẹ Khuê là mang nạp xưởng ra là coi như chiên lên, coi như là Khuê, chị Như và anh Duy, coi như người anh của Khuê đó, là ba chị em, rồi xong có bà nội, rồi có mẹ ngồi vô là coi như là hình như trong vòng một tiếng mấy như là hết luôn đó. Một ký nạp xưởng. Đúng rồi. Rất là đáng nhớ. Lúc đó thiệt là cơ cực anh hả? Cực quá luôn, cực quá. Tụi Khuê nghĩ rằng ai cũng cực hết, không phải là gia đình của Tường Khuê không, nhưng mà cái đời sống nó, mình thấy là về cái quần áo cho nên cái miếng ăn nó quan trọng quá đi, quan trọng quá đi, cho nên là xuân về mình không bao giờ mình nghĩ là mình đi mua bông hay là mình ngắm mai đẹp được, tại mình chả thấy gì nó đẹp hết á, thật sự mình chỉ cần thấy ăn ngon mình thấy đẹp rồi, phải không? Đối với người Việt Nam mình thì thật sự nếu mà nói ngược về những kỷ niệm hồi xưa thì đúng là với mùa xuân thì nó nhiều kỷ niệm buồn hơn. Nhưng mà chính vì vậy là nó mới là kỷ niệm. Mà nghĩ cũng vui anh hả? Tại vì đúng là thăng trầm trong cuộc sống. Hồi đó một ký lạp xưởng thì chia nhau mà ăn. Còn bây giờ qua đến hải ngoại thì lạp xưởng không dám ăn, sợ mập. Phải không anh? Đúng rồi. Rồi thậm chí là cơm cũng tránh. Hồi nhỏ mình đâu có gạo để mình ăn đâu. Đúng rồi. Ăn khoai rồi ăn cái gì gạo đỏ ha, rồi mình ăn đồ, mình ăn bo nè, bo đúng rồi đó. Rồi em nhớ hồi đó mà có một lon gạo mà nấu cháo là trời ơi quá tuyệt vời, phải không? Thì bây giờ Tường Khuê thấy là mỗi lần Tường Khuê đi ra chợ nhìn thấy lạp xưởng là thấy Tết liền, cũng không có cần chờ mà Tết đâu. Thực sự đã thấy lạp xưởng ô này là Tết nè. Dễ thương quá. Thì đó là một kỷ niệm nhớ nhất. Em biết là cuộc sống của anh á gắn liền với lại mẹ, với chị Như. Như là nữ ca sĩ Như Quỳnh, thưa quý vị. Và một người anh, như anh mới vừa chia sẻ là anh Duy. Thì bây giờ trong gia đình là em biết mẹ là có máu nghệ sĩ lắm rồi. Đúng bởi rồi, vậy đúng là rồi, cô lúc nào cũng ủng hộ, động viên mấy chị em đúng không? Dạ, đúng rồi. Và chị Như á, là một người rất nổi tiếng rồi. Rồi bây giờ anh Khuê, như vậy anh Duy có máu nghệ sĩ không? Duy thì không có, Duy thì đi làm kỹ sư. Nhưng mà ngày thời còn bé nhỏ thì rất là thích đờn. Đờn rất là giỏi, chơi trống, chơi đờn rất là giỏi. Nhưng mà sau khi lớn lên đi qua Mỹ rồi đi học, rồi xong đi làm kỹ sư, cho nên là không có vào nghề ca hát, ở tiểu bang khác. Còn Khuê thì ở đây với chị Như, rồi xong rồi mấy người cũng rủ rê để cứ theo vậy đó. Cái duyên cái duyên, nhưng mà cũng khổ nhiều, cũng vui nhiều. Nói chung là tôi Khuê thấy là cũng phải nên có. Thực sự ra cuộc sống của mình đi ca, đi hát, hoặc là mình làm cái việc này thì nếu mà vui không thì nó cũng không có gì gọi là để mà mình cảm thấy nó bình thường quá đi. Dạ, thật sự là rồi. Phải nên có buồn có vui thì mình cảm thấy là cái đời sống này mới quý giá, phải không? Dạ đúng. Bây giờ thường trong những lúc mình làm việc á, mình cứ hay than phiền, trời ơi, cực quá hay là cực không quá, có thời gian rồi, này kia. Nhưng mà khi mà mình nghĩ là những cái điều này thì mình phải cảm thấy là mình lucky chứ. Mình lucky, đúng rồi. Là mình đang có công việc để mình làm. Đúng rồi, thì có lần thì Tường Khuê cũng đã mệt quá rồi, đã than lên, la lên đó, mệt quá đi, không muốn làm ở đâu, mệt quá, hôm nay là mình muốn nằm thôi, không muốn như vậy. Nhưng mà mình suy nghĩ lại y, còn rất là nhiều người đang không có job làm, đang rất đúng là cực khổ bên ngoài. Dạ. Trong khi mình được làm công việc sướng như vậy, giống như là mình được lên ngồi dưới ánh đèn như này, mà mình không cần phải ra ngoài nắng, ngoài ấy, thì đó là một cái may mắn như mình lắm rồi. Cho nên nghĩ thôi mình suy nghĩ lại, ráng làm, xuống làm, mình không được lên nằm ngủ. Nhưng mà cũng đừng có làm quá sức, em nghe nói là anh cũng bị đuối sức nhiều lần. Đúng rồi, thì trong thời gian này là nguyên cả tuần nay Đường Khuê bệnh rất là nhiều. Nói là như là Khuê ăn không có được, giống như là cảm giác là cứ bỏ đồ ăn vào trong họng là nó cứ không có nuốt vô được. Chỉ có uống nước hoặc là uống nước trái cây hoặc là ăn trái cây chút thôi. Nhưng mà ví dụ như ăn cơm, mà Khuê thì mùa này rất là thích, là mê được ăn bánh tét, bánh chưng rồi dưa món này kia đó. Nhưng mà không biết tại sao bị món kẹt là năm nay không ăn được một miếng bánh tét luôn. Không có ăn được, cho tới bây giờ vẫn không có ăn được. Mà mình càng không ăn thì mình càng yếu. Tay chân mình nó cứ rung, thì mình nghĩ là có thể là mình đang bị bệnh cái gì đó mà mình không biết. Nhưng mà Khuê nghĩ là Tường Khuê sẽ đi
đi khám bệnh thử. Đi yoga với em không? Em yoga, em nói thiệt á. Anh thì làm biến, anh là coi như là trời bài trừ tập thể dục. No, không anh biết anh mà phải không? Em biết, nhưng mà thì em biết là cái thể dục không phải là ai cũng thích, nhưng mà nó là cái liều thuốc hay nhất. Dạ, tại vì cơ thể mình nó như cái nguồn máy vậy thôi. Đúng không? Nó phải có lúc nó mệt mỏi thì mình nó cần tune up. Thì chị Đi Vân nói là trời ơi, chị nhìn em giống như mèo ước cho em phải đi tập thể dục thôi, em khuê là phải đi tập thể dục. Bây giờ một là yoga, hai là tôi kéo ra sân banh, em muốn cái nào? Thôi đừng ra sân banh. Anh ơi, cái chọc nó nói trời sao em thích cái anh cái, không có ngờ em là một người con gái mà lại đi ra sân banh nhiều như vậy. Anh người con gái anh, mà là con trai. Mà em còn nói là em chơi xong độ này qua chơi cái độ khác nữa phải không? Phải wow, nó ngầu thôi. Anh mà chỉ cần vô trong gym mà chạy trên cái máy thôi đó, anh cũng đã làm biến rồi. Khi làm xong rồi nghĩ, ôi xong mừng cái áo này xong rồi mình đó, mình cứ xoa tay nè, mình nhìn cái áo đẹp xong bắt đầu mình treo lên cái nệm xong đó mình nghĩ, ôi chuẩn bị đi ngủ. Vậy thôi. Thấy chưa? Mùa xuân năm nay em biết em chúc anh cái gì rồi. Rồi. Em chúc anh là phải thay đổi cái gọi là sinh hoạt hàng ngày, phải vận động nhiều hơn, động phải nhiều đi hơn. Tập thể dục nhiều hơn, đi đi ra ngoài nhiều hơn để mà cái tinh thần mình nó phấn chấn hơn. Dạ thì chứ nếu không thì sẽ phụ lòng khán giả, những người đang yêu mến tiếng hát của Tường Khuê, đúng không? Nếu như em thì Tường Khuê cũng có hứa với chị Thi Vân là em sẽ hứa cho với chị là em sẽ build lại cái người của em cho nó cho nó better hơn. Dạ. Thì Tường Khuê hy vọng là năm tới là sẽ thấy Tường Khuê đỡ hơn, không có eo ụt như giờ. Và cảm ơn anh đã lên Nature Channel chia sẻ rất là nhiều điều riêng tư của mình. Yeah, trước you. Khi mà tạm biệt thì em mời anh có lời chúc đến quý vị khán thính giả trong mùa xuân. Dạ thì Tường Khuê cũng rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho Tường Khuê cũng giống như Tường Nguyên trong suốt thời gian qua. Thì Tường Khuê sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng quý vị, nhất là cái về cái sức khỏe. Khuê sẽ ráng cho quý vị xem là một năm tới nữa là Khuê sẽ khỏe mạnh hơn nhiều lắm. Ok. Tâm Đoan rồi thì có Tâm Đoan đã cũng ủng hộ cho anh là nên đi tập thể dục phải không? Dạ. Rồi anh cũng hứa với em luôn là năm tới sẽ thấy anh là muscle. Ok, lần tới Tâm Đoan mời lên Asian là phải thấy một cái bộ tướng khác nha. Ok, okay. Như okay. Bây giờ. Ok. Cảm ơn anh. Và hồi nãy giờ Tâm Đoan cũng quên khoe với quý vị là cái chiếc áo Tâm Đoan đang mặc cũng là thiết kế của anh Tường Khuê. Dạ. Và hy vọng là năm tới là những cái show kế tiếp em sẽ mặc rất nhiều áo của anh, mà trước tiên là anh phải khỏe. Rồi, thank you. May đồ cho em được. Thank you. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.